Dạ vừa mang chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. À cả nhà ơi, hôm nay em tiếp tục có được khoảng 1.000 cây dảo Thủ Đức nữa cả nhà. Cái này liền cốt hơn 4 mùa rồi đây nha. Phải nói là cái cốt nó mập hơn mấy cái lô trước em quay nữa cả nhà. À bây giờ thì lần lượt em sẽ vào giới thiệu với cả nhà. Thì em có hai loại, cái đám này nó có hai loại cả nhà. Một cái loại tầm trung và một cái loại lớn ha. Liền cốt lớn 5 mùa. À, và cái nhỏ thì khoảng hơn 4 mùa cả nhà. Phải nói cái cốt một chút xíu nên em đặt xuống cho cả nhà mình cùng xem ha. Cái ngón nó lớn hơn ngón tay tỏ của em rất là nhiều luôn. Thì chắc em tầm khoảng hơn 1.000 cây cả nhà. Thì đầu tiên á, thì em sẽ giới thiệu một cái lô này ha. Cái lô này thì 250 em giảm giá còn 220. Nói chung thì bên vườn em đang giảm giá rất là nhiều cả nhà. Bởi vì cả nhà biết rồi, trong tình hình dịch như thế này thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là ngay cả bản thân em buôn bán cũng rất là khó khăn. Cho nên là hiểu về vấn đề này, cho nên là bên vườn mai nhà em đang tri ân khách hàng rất là nhiều luôn. À, để ưu ái lại cho những khách hàng mà đã mua trên bên vườn mai nhà em á, thì hôm nay á, chương trình là 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. À, và đầu tiên là cái lô này 4 mùa hơn cả nhà. Đây, cây phải nói là cái cành cốt của nó phải nói là rất là mập luôn. Cả nhà nhìn thấy cái cốt nè. Đó, cái cốt rất là mập. Em sẽ để ngón tay cho cả nhà mình cùng xem nha. Cây nè cả nhà nhìn thấy nè, nó lâu năm nó mùa đến mức độ nó đóng cái nhìn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nó già, nó đóng cái rong cái cốt nó luôn á. Nè đây cây nè ha, cái tán nè cả nhà. Loại này á, thì chúng ta vừa lấy bo vừa chơi tết. Và đặc biệt là trồng đất thì phải nói rất là ok luôn. Rồi em đo nha, 1 gian, 2 gian. Gần 3 gian của em thì khoảng 50 cho đến 60 nha cả nhà. Đó, cây nó cành cốt nè. Cả nhà nhìn cái cốt ở trên nè. Đó, cái cốt ở trên mà nó còn mập như vậy á. À, còn cái cốt ở dưới nè cả nhà nhìn thấy nè. Em đặt ngón tay cho cả nhà cùng xem nha. Đó, cái này là 4 mùa mấy rồi ha. Rễ thì đủ kiểu nha cả nhà. Đây bên đây cây này nó già cọi luôn cả nhà, nhìn cái gốc nó đóng móc luôn nè. Đó, em thấy mấy cái khách mua thì rất là kiếm mấy cái chỗ mà đóng móc như nè. Trời, nó lớn rồi cả nhà nhìn nè, cái chọt bo ghép nha mà tụi em nuôi nó lớn như thế này nè là cả nhà biết em nuôi nó lâu như thế nào rồi ha. Rồi cái củ của nó thì nó đóng móc luôn á cả nhà, quá đẹp cái lô này rồi. Phải nói là cái lô này cực kỳ đẹp luôn, cao từ 50 cho đến 60 cả nhà. Đó, cây cành nhánh nè, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Đây đó cả nhà nhìn nè, cái cốt đóng móc luôn nha. Đó, cái cốt mà cốt ghép nè, phải nói nó mập ủ nu luôn. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè, em để ngón tay tỏ nó lớn hơn ngón tay tỏ của em luôn cả nhà. Đó, cao từ 50 trở lên cho đến 60 cành cốt nè cả nhà nhìn thấy nè. Đó, thì cái lô này á thì 250 em giảm giá còn 220 nha cả nhà. Trời ơi cả nhà nhìn nè, ồ nè, nó cái củ nè, cái củ nó cả nhà nhìn thấy móc xì luôn ha. Và cái chọt ghép của nó nè, nè em để ngón tay cái luôn cho cả nhà coi luôn nè. Thì cũng có một số cây nó mập như thế này ha, ngón tay tỏ nè, lớn hơn ngón tay tỏ luôn. Rồi, còn cái củ thì phải nói là nó đóng móc luôn nè. Đó, thấy không, củ nở cả nhà. Thì loại này chúng ta trồng về cái mô hình kinh tế á, cả nhà biết rồi, cái củ nở sau này nó đắp mô trồng thì nó lên cái củ tròn vo luôn, rất là đẹp ha. Đây nè, mấy khách hỏi em á là mấy cái cây như thế này thì như thế nào. Rõ ràng là mình nuôi lâu nó đóng rong luôn á cả nhà. Cái cốt nè, trời ơi coi nè, đó, cái cốt mập nè, mập ù luôn ha. Quá rẻ rồi, 250 em giảm giá còn 220 cả nhà. Phải nói là cái cây này ở nhà vườn khác thì không có bán giá đó đâu nha. Nhưng mà cái này là của vườn của cha em, cho nên là em muốn thanh lý cho rồi luôn, bán cho rồi luôn cả nhà. Chứ để thôi, Tết thì năm nay chắc cũng không có Tết nhất gì rồi. Cho nên là chúng ta hãy mua một cho mình vài cây mai, để Tết năm nay chúng ta có một cái cây mai, một cái hương sắc trong nhà ha cả nhà. Chứ còn Tết năm nay thì chắc cũng không có ra chợ Tết đâu. Đó, đây cả nhà, lô này chủ yếu là củ nở nha. Đó, củ nở tròn vo luôn. Và cái chọc bo ghép đây, nó rất là mập. Đó, đã uống cái thân hết rồi ha. Giá là 220 nha, 250 em giảm còn 220. Và bây giờ em sẽ đi ra phía sau thì có một cái lô lớn hơn cả nhà. Đó, cũng có một cái chương trình giảm giá rất là lớn luôn. Thì xin mời cả nhà hãy theo bước chân em nha. Đi ra phía sau ha. Đây cả nhà, thì cái lô này là lô gốc bứng. Hiện tại bây giờ bên em chưa ship được. Chừng nào ship được em sẽ quay tổng thể từng cây cho chúng ta ha. Và bây giờ thì cái lô gốc nhớt 5 mùa cả nhà. Hơn 5 mùa luôn rồi. Đó, phải nói là cái cây cành cốt em nuôi đến mức độ nó mọc xì lên luôn. Đó, cây như thế này nha, cây này là lô lớn nha cả nhà. Đó, cao để em đo coi, 1 2 6
60 luôn. Nè, cả nhà nhìn cái cốt này nha. Đó. Đó. Cái cốt và cái củ nè, đa số là củ nở. Nuôi nó với nó lớn hơn thanh giống nè, nó nứt rồi. Nó nứt da luôn cả nhà. Đó, cái cây thì phải nói nó trần do luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Cao 60 trở lên ha. Đó. Trời ơi quá trời rồi cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn nha. Đó, đây. Đó nè, đó, cả nhà nhìn cái củ của nó nè, nhỏ tròn do luôn ha. Đó, cái cốt nè, đó, cái cốt. Bởi vì năm mùa rồi mà, cây này năm mùa rồi mà cả nhà, em thấy người ta quay người ta bán mấy trăm ngàn cây, 500-600 ngàn luôn á. Đó. Rồi. Đây cả nhà. Ồ, có cái củ nè. Đó, cả nhà nhìn thấy cái củ, ôi giờ ăn cái lá. Ồ, cái củ á, củ móc xì luôn ha. Rồi, cái loại lớn này á thì đáng lẽ là bán 500 ngàn một cây. Tuy nhiên là chương trình trên khách hàng thì em bán với giá 450 thôi. 450 một cây cả nhà. Thì cái lô lớn không có nhiều. Em lựa ra được một tầm sắp tầm khoảng vài trăm cây thôi. Đó, đây, mình sẽ quay cho chúng ta xem. Đó. Cây như thế này. Này cả nhà, đó cái cốt nó liền rồi nha. Cốt nó liền như thế này ha. Cây cao khoảng 60 đến 70 cả nhà. Thì hôm nay chương trình tri ân khách hàng, em sẽ giảm giá bán 450 một cây thôi. Thì cái này là 3 cây bên em sẽ bao ship ha. 3 cây bên em sẽ bao ship. Cái này nó có 3 loại luôn cả nhà. Thì có một loại á là hồi nãy em giới thiệu với cả nhà là cái đó là chúng ta bán 250 giảm còn 220 ha. Còn cái cốt này thì quá rồi, 5 đến 6 mùa rồi. Nên là giá từ 500 em giảm còn 450. Đó, cái này thì 3 cây thôi ha. 3 cây chúng ta bao ship nha. Đó. Rồi. À, còn thêm một cái loại nữa cả nhà, cái loại trầm trung hơn ha, cái loại trầm trung hơn, đó, trầm trung hơn, đây, gốc cốt nè, cái loại trầm trung hơn thì giá là 300 ngàn một cây nha, đó, cho nên là tùy, vậy chúng ta muốn lấy loại nào lấy ha, đó, cây nè, đó, cái này trầm trung là 5 mùa ha, còn kia từ 5 mùa cho đến 6 mùa luôn cả nhà, đó, là cái này là giá 300, rồi, cái cây lớn như thế này, cao từ 60 trở lên, là giá 450 một cây. Đó, số lượng thì cũng rất là ít, không có nhiều. Cái đó là em tuyển hàng lớn. Đó. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Và nếu như thích kênh của em, xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nhé cả nhà. Thì bên vườn mai nhà em luôn có chương trình cho khách hàng mua 10 cây tặng 1 và 4 cây thì bao ship. Nói chung thì trong cái mùa dịch này thì chúng em đang hạ giá, nói chung là hàng xả hàng rất là nhiều luôn, giống như là thanh lý vườn luôn cả nhà. Nếu mà chúng ta thích thì cứ alo hai số điện thoại bên trên nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào tạm biệt ạ.